DNA của con người là tác phẩm của thần. DNA là sản phẩm của một trí tuệ thông minh vượt trên cả sự hiểu biết và khoa học tiên tiến nhất loài người. Nó có thể trở thành ổ cứng chứa đựng dữ liệu tri thức khổng lồ của nhân loại hàng ngàn năm qua. Sự tương đồng thú vị. Một điều bất ngờ là ngoài niềm hy vọng, sự sợ hãi, đức hạnh, tội lỗi, DNA lại chính là một trong những yếu tố dùng để giải thích ý nghĩa chiếc thang mà những thiên thần của Chúa dùng để lên trời và xuống mặt đất. Chiếc thang Jacob là thuật ngữ phổ biến đặc biệt ở phương Tây, được sử dụng để miêu tả chiếc thang nối giữa đất và trời. Cụm từ chiếc thang của Jacob kể về giấc mơ của vị tộc trưởng Abrahamic Jacob. Trong mơ, ông thấy những thiên thần đã sử dụng một cái thang để di chuyển giữa hai cõi. Jacob đã mơ ước có một cái thang được dựng trên mặt đất và đỉnh của chiếc thang chạm tới trời. Các thiên thần của Chúa đã lên và xuống nhờ chiếc thang này, Sáng Thế Ký 28:12. Giấc mơ tiếp tục với cảnh Chúa đứng cạnh Jacob và hứa rằng Ngài sẽ trở lại để thực hiện tất cả những gì đã hứa với chàng. Jacob tỉnh dậy với một niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa. Đối với Kitô hữu, bậc thang đại diện cho Chúa Giêsu, sự liên kết giữa đất và trời. Gần đây, một vài người nhận ra sự tương đồng giữa hình dáng chiếc thang lên trời và chuỗi xoắn kép DNA. Có một mẫu lập luận như sau: những bậc thang của DNA chứa trí tuệ của Thiên Chúa thông qua dòng năng lượng hóa học của những ký ức trong quá khứ, qua những cơ quan trong cơ thể chúng ta như bộ não tới sần amen của chúng ta, tiếp cận với Gnosis được mã hóa bên trong thang DNA. Mô 2013. DNA thay cho ổ cứng. Hiện nay, số lượng các thiết bị lưu trữ đang tăng lên chóng mặt, USB cho tới ổ cứng, và giờ người ta quay sang dùng các dịch vụ lưu trữ đám mây. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, các nhà nghiên cứu đang hướng tới tích hợp khả năng lưu trữ dữ liệu vào cơ thể con người. Một nhóm các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu về các phân tử xoắn trên DNA của thực vật, động vật và vi sinh vật trên trái đất để có thể sử dụng chúng cho việc lưu trữ dữ liệu trong hàng ngàn năm. Tại cuộc họp thứ 250 của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, tiến sĩ Robert Grass của Đại học ATH Zurich đã đưa ra những minh chứng về vấn đề này. Nhóm nghiên cứu của ông đã thử quản lý 83 kilobyte dữ liệu văn bản được mã hóa trên DNA, và họ đã thành công. Trong bài phát biểu của mình, tiến sĩ Grass cho biết rằng, ngay sau khi khám phá ra cấu trúc xoắn kép của DNA, mọi người trong nhóm đã tìm ra mối liên quan giữa kết cấu của DNA với ngôn ngữ nhị phân trên máy tính. Trên ổ đĩa cứng, chúng ta sử dụng số 0 và số 1 để lưu trữ nhiều loại dữ liệu. Trong khi đó, DNA sử dụng 4 nhân tố cơ bản: A. Adenosine, T. Thymine, C. Cytosine và G. Guanine được kết hợp với nhau tạo ra chuỗi DNA. 4 chữ cái ATCG có chức năng giống số 0 và 1 trong ngôn ngữ nhị phân. Chúng kết hợp với nhau và đảo vị trí giúp lưu trữ thông tin trên chuỗi DNA. Theo những phát hiện mới này, việc lưu giữ thông tin trên DNA có thể giống như máy tính nhưng tốt hơn nhiều. Người ta ước tính rằng ổ dữ liệu tạo nên từ DNA có kích thước tương đương một cuốn sách nhỏ, có thể lưu trữ được 5 TB và tồn tại ít nhất 50 năm. Điều đặc biệt của phương pháp này nằm ở khả năng lưu trữ trong một thời gian dài lên tới hàng trăm hay hàng ngàn năm, điều mà các thiết bị lưu trữ hiện tại không thể làm được. Các chuỗi DNA sẽ được đóng băng trong các tế bào, sẽ không có các quá trình di truyền hay biến đổi nào xảy ra trong suốt một vài thiên niên kỷ. Điều này đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn, không biến đổi. Tuy nhiên, giáo sư Grass cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể lưu trữ lâu hơn thế. Đó là lý do tại sao ông muốn đóng gói các chuỗi DNA vào trong các viên cực nhỏ có khả năng chịu nhiệt. Ông đã thử để các viên nhỏ chứa DNA này trong điều kiện nhiệt độ 70 độ C trong suốt một tuần. Kết quả cho thấy các chuỗi DNA không hề bị biến đổi.
nhóm nghiên cứu tính toán rằng nếu các ổ cứng tí hon kia được giữ trong điều kiện 50 độ C, thời gian lưu trữ có thể kéo dài 2.000 năm. Cứ như vậy, nếu được giữ trong một kho lạnh, chúng hoàn toàn có thể đảm bảo rằng những dữ liệu quan trọng sẽ nằm đó vài triệu năm mà không hề thay đổi. Vậy chúng ta nên lưu trữ thông tin gì lên các DNA? Câu trả lời là bất cứ thứ gì bạn muốn, những gì quan trọng với bạn và cả nhân loại. Có thể đó sẽ là các bộ bách khoa toàn thư, các tập truyện tranh của Marvel hay đơn giản là các công thức nấu ăn. Trên hết có lẽ chính là lịch sử của nhân loại qua các thời kỳ để hậu thế có thể biết được các sự kiện quan trọng trong quá khứ. Tuy nhiên, thắc mắc lớn nhất đặt ra là trí tuệ siêu việt nào đã sáng tạo ra DNA? DNA có hình xoắn kép độc đáo, trông giống như một chiếc cầu thang xoắn và người ta chỉ có thể tìm thấy mã di truyền này trong các sinh vật sống. Ở con người, hệ gen có tất cả 3,2 tỷ ký tự DNA. Tuy nhiên, các sinh vật khác nhau sẽ có kích cỡ bộ gen khác nhau. Đây là một mã lập trình, một chương trình kỹ thuật số rất chuẩn xác. Điều này đã dấy lên một nghi vấn rằng ai là người đã lập trình mật mã vô cùng tinh xảo này? Rất khó giải thích, như đã biết, DNA là một chuỗi ngôn ngữ di truyền gồm 4 ký tự ghép lại tạo thành codon. 4 đơn vị mã hóa này có dạng những nucleobase gồm adenosine A, thymine T, guanine G và cytosine C. DNA có khả năng tự sao chép, nó tự phân chia từ trên xuống dưới theo chiều dọc, sau đó kết hợp với các nguyên liệu cần thiết để hình thành một DNA mới. Đây là một cơ chế cực kỳ quan trọng mà người ta mất rất nhiều năm để tìm hiểu và nghiên cứu. Mãi đến năm 1961, sau nhiều cố gắng, một nhà khoa học khác đã giải mã thành công. Đó là Marshall Nirenberg, một nhà hóa sinh học tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ ở Bethesda, Maryland. Paul Davies thuộc Trung tâm Sinh vật học vũ trụ tại Đại học Macquarie, Sydney, Australia đã đưa ra một ý tưởng thú vị, đó là có một thế lực bí ẩn đã gửi thông điệp vào DNA của chúng ta dưới dạng mã nhị phân. Thay vì trực tiếp đến và cải biến con người thì thế lực này đã đưa những thứ của họ vào bộ gen của chúng ta và các thông tin sẽ được duy trì trong khoảng thời gian dài khi được sao chép liên tục qua nhiều thế hệ. Vậy ai là người đã mã hóa DNA của chúng ta? Đó là một câu hỏi lớn mà giới khoa học không thể trả lời. Một số người cho rằng DNA chỉ đơn giản là sự trùng hợp, một quá trình tình cờ của tự nhiên. Có người nói rằng đó là thần sáng tạo vũ trụ đã lập ra. Cũng có một số lại cho rằng đây là tác phẩm của một nền văn minh tiên tiến ngoài trái đất. Maxim Makarov thuộc Viện Vật lý Thiên thể Fizhenkov và Vladimir Iskobek thuộc Đại học Quốc gia El Farabi, Kazakhstan đã mất 13 năm nghiên cứu dự án về hệ gen của con người. Hai người tin rằng gen của chúng ta được thiết lập từ một thế lực siêu nhiên có trí huệ vượt rất xa con người chúng ta. Còn rất nhiều điều bất ngờ về DNA đang chờ con người khám phá. Điều đáng nói là sự huyền diệu và kỳ bí của DNA thực sự không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi vậy thật khó có lý giải nào thích đáng hơn rằng DNA là tác phẩm của thần.